Xin chào các bạn, đây là Samsung Galaxy A8 2016. Chiếc máy này có cấu hình bằng với Galaxy S6 của năm ngoái và sở hữu một cái màn hình bự hơn, kích thước là 5.7 inch bằng với dòng Galaxy Note và sử dụng cái tấm nền AMOLED. Và chiếc máy này các bạn thấy là nó rất là đặc biệt bởi vì sở hữu cái màu vỏ là màu xanh, giống như xanh rêu chứ không phải là xanh coban đậm như là những cái chiếc S7S gần đây. Đó, chiếc máy khá là mỏng và có cảm biến vân tay ở cái nút home này. Phải cảm biến nút home này, các bạn phải nhấn thì nó mới bắt đầu mở khóa với một cái tốc độ mở khóa rất là nhanh. Đây, làm lại. Đó, rất nhanh luôn. Xem các cạnh, ở đây nó có một cái khe SIM và thẻ nhớ nằm ở đây. Máy này hỗ trợ 2 SIM, nhưng mà cái khe SIM thứ hai có thể được dùng để gắn thêm thẻ nhớ, cho nên là bạn phải hy sinh cái khe SIM thứ hai nếu mà muốn gắn thêm cái micro SD. Ở mặt sau rất là gọn gàng, những cái đường bo anten thì cũng được làm cong lên và cong xuống theo đúng cái khung của máy chứ không còn nằm ngang như là những cái máy khác. Đây là cái trend, cái xu hướng bây giờ của cái máy rồi. Chiếc máy này có một thiết kế rất là đẹp, các bạn thấy là viền hai bên của nó rất là mỏng. Cái mặt kính thì được làm bo tròn ở mép, nó bo cong ra cho nên là nhìn chiếc máy nó rất là bóng loáng. Cầm trên tay khi mà chúng ta vuốt qua vuốt lại thì cái cảm giác nó cũng rất là dễ chịu, không có cảm giác cứng. Khung và vỏ thì được làm bằng kim loại nguyên khối unibody, rất là tuyệt vời. Cảm giác chúng ta có một cái chiếc máy Galaxy S6 là một cái máy flagship nhưng mà với một cái màn hình to hơn, máy không có dày hơn nhiều, cầm trên tay rất là thoải mái, thì đó là một cái điều rất là tuyệt vời, giống như là một cái sự nâng cấp. Với màn hình 5.7 inch, chiếc máy A8 2016 này vẫn có cái tính năng chia đôi màn hình. Các bạn mở cái chức năng đa nhiệm lên sẽ thấy là những cái app mà nó có cái hình hai nút như thế này, các bạn nhấn vào thì nó sẽ lập tức là chia đôi cái màn hình ra ở trên một cái app đó, và ở dưới các bạn có thể mở thêm một cái app bất kỳ. Ví dụ như ở đây mình mở thêm cái trình duyệt Chrome thì chúng ta sẽ xem được và sử dụng được hai cái app cùng một lúc, có thể thay đổi cái kích thước của mỗi app. Rồi, Samsung làm cái này rất là vui. Rồi, nhắc lại một chút cái cấu hình của cái máy này, sử dụng cái con chip Exynos 7420, 3GB RAM và bộ nhớ trong là 32GB. Cái máy này thì mình mượn của cửa hàng, một cửa hàng XT Mobile, xách tay về. Rồi, xin cảm ơn các bạn.